Xin chào tất cả các bạn, mình là Angela, mình đến từ câu lạc bộ Elite Fitness. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài tập tác bụng vào vòng 3 sẽ giúp cho các bạn có một vòng 3 săn chắc, căng đầy và nở nang. Bài tập đầu tiên có tên gọi là lunge 180 độ với các thao tác thực hiện như sau: chân phải bước lên, hạ gối xuống, thu chân về, chân phải bước lên một góc 45 độ, chân phải bước sang ngang một góc 180 độ, thu chân về. Tiếp tục với chân trái bước lên, trái 45 độ, trái 180 độ, bước chân lên một góc 90 độ sẽ tác dụng vào phần cơ mông lớn của các bạn. Tạo một góc 45 độ sẽ tác động vào cơ mông nhỏ của các bạn. Bước sang góc 180 độ sẽ tác dụng vào cơ mông nhỡ của các bạn. Tương tự với bên chân trái, lên, chúng ta lặp lại lần nữa. Squat với tạ tay, thao tác thực hiện như sau: các bạn cầm tạ đưa lên ngang vai, lưu ý là thẳng lưng ưỡn ngực, siết cơ bụng lại, sau đó hạ trọng tâm cơ thể xuống, từ từ đưa chân đá gối lên cổ tay. Các bạn lưu ý luôn giữ thẳng lưng, siết cơ bụng và siết cơ mông. Lưu ý là chúng ta sẽ cố gắng thực hiện động tác này ít nhất là 15 lần và trong vòng 3 set. Bài tập tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn cũng là bài tập tác dụng vào vùng mông, nhưng chúng ta sẽ sử dụng bục. Thao tác thực hiện như sau: chúng ta sẽ đứng lên, lấy một chân làm trụ và sau đó từ từ hạ hai chân sang hai bên. Bài tập này có tác dụng vào cơ vùng nhỡ của các bạn. Trong quá trình tập luyện, các bạn lưu ý là chúng ta luôn giữ thẳng lưng, mở ngực, siết cơ bụng lại. Tương tự với chân trái, siết cơ bụng, siết cơ mông. Các bạn lưu ý nhịp thở của mình. Chúng ta lên hít sâu, xuống thở ra. 5 4 3 2 1 Ok. Thế là các bạn đã hoàn thành xong cái bài tập thứ 3 cũng tác dụng vào phòng cơ mông, và cụ thể ở đây đó chính là cơ mông nhỡ. Các bài tập trên sẽ không quá khó với các bạn đúng không ạ? Chỉ cần các bạn dành ra ít nhất 15 phút mỗi ngày và kiên trì trong ít nhất trong vòng 1 tháng, các bạn sẽ thấy vòng 3 của mình sẽ được cải thiện rõ rệt.